Xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo màu đen. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá đại hạ giá của Hyundai Tucson thời điểm đầu tháng 10 2023. Thì phiên Hyundai Tucson có 4 phiên bản, là bản xăng tiêu chuẩn thì đã được giảm với mức giá là 76 triệu, là từ 845 xuống còn 769 triệu. Hyundai Tucson xăng đặc biệt được giảm 116 triệu, là từ 955 triệu giảm còn 839 triệu. Hyundai Tucson dầu đặc biệt là được giảm những 191 triệu và gần 200 triệu, là từ 1.060 triệu xuống còn 869 triệu. Và Tucson 1.6 turbo phiên bản này được giảm từ 1.055 triệu xuống còn 899 triệu, nghĩa là được giảm 156 triệu so với cái giá niêm yết của nhà sản xuất. Hiện tại thì Tucson các phiên bản thì em vẫn có đầy đủ những cái màu như là màu đen, màu trắng, màu đỏ để giao cho quý khách hàng. Thì với mức giá như vậy thì Tucson turbo bản 1.6 turbo này lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi khoảng 950 đến 960 triệu cho quý hàng thôi. Phụ kiện đi kèm tặng thì sẽ có phanh cách nhiệt Nissan của Mỹ, em bảo hành cho quý khách hàng 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng và ví da. Chính sách hỗ trợ trả góp thì lên đến 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 8 năm. Lãi suất ưu đãi cho quý khách hàng đó năm đầu tiên rơi vào khoảng 0.65% một tháng, và năm thứ hai thì đâu đó rơi vào khoảng 10 đến 12%. Những công nghệ nổi bật của Hyundai Tucson 1.6 turbo thì em có thể kể đến cho quý anh chị. Đầu tiên là về hệ thống động cơ mạnh mẽ 1.6 turbo tích hợp hệ thống dẫn động, đó là cấp số 7 cấp số ly hợp kép với hệ thống dẫn động hatchback toàn thời gian, giúp quý anh chị có những cái cảm giác lái thể thao cũng như là vượt địa hình tốt hơn khi mà xe luôn được dẫn động hai cầu, cài cầu điện tử. Hệ thống nhớ ghế lái hai vị trí cho phiên bản turbo, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, rồi thì ghế da nội thất màu nâu nổi bật của Tucson. Phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản dầu đặc biệt và xăng đặc biệt thì sẽ được trang bị đó là ghế da màu đen, và ba phiên bản dưới thì sẽ chưa được trang bị cửa sổ trời. Và hàng loạt công nghệ như là công nghệ Hyundai, các công nghệ trong gói Hyundai Smart Sense như là hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình chủ động và hệ thống tự động hạ pha khi gặp xe đối diện. Màn hình của Tucson thì được trang bị với kích thước đó là 10,25 inch cho cả màn hình đa thông tin cũng như là màn hình giải trí trung tâm. Màn hình giải trí trung tâm sẽ được tích hợp những cái công nghệ như là Apple CarPlay, Android Auto, Navitel định vị, bản đồ dẫn đường do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Điều hòa của xe thì cũng được tích hợp bằng ở trên những cái phím bấm cảm ứng này, đó là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Sạc không dây được trang bị cho cả ba phiên bản, từ phiên bản hai phiên bản đặc biệt và phiên bản turbo. Đó, các cái công tắc như là thông gió, làm mát và sưởi ấm hàng ghế phía trước, rồi hệ thống hỗ trợ đổ đèo, bật tắt camera 360 độ và hệ thống cần số bằng nút bấm được trang bị. Phanh tay điện tử và giữ phanh auto hold thì cũng được trang bị cho cả ba phiên bản. Hệ thống ghế lái và hệ thống ghế phụ đều được chỉnh điện. Ghế lái ở đây thì sẽ được chỉnh điện, đó là chỉnh điện 12 hướng. La răng của Tucson bản 1.6 turbo này thì được trang bị la răng kích thước lớn là 19 inch. Còn phiên bản đặc biệt thì được trang bị với kích thước đó là 18 inch, bản tiêu chuẩn thì là 17 inch ạ. Cốp xe thì được trang bị đó là cốp điện cho phiên bản dầu đặc biệt và xăng đặc biệt cũng như phiên bản turbo, còn bản tiêu chuẩn thì được trang bị đó là cốp thường. Thì em vừa rồi
thì cũng xin giới thiệu tổng quan với quý anh chị chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo. Quý khách và quý anh chị có nhu cầu quan tâm đến Hyundai Tucson thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và ủng hộ. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.